Kính thưa quý khán thính giả, vào lúc 6 giờ chiều ngày thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016, tại nhà quan Sugarland, Mortuary, vùng South West Houston, Texas, đã có buổi lễ phủ quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa trên linh cữu cố đại tá nhảy dù Lưu Quang Nghĩa, người vừa từ trần vào ngày thứ Năm 24 tháng 11 vừa qua, hưởng thọ 83 tuổi. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Lễ phủ kỳ hôm nay được sự phối hợp của ba hội đoàn tại Houston là gia đình mù đỏ, hội việc đồng quân Houston và sở liên lạc Houston. Chủ tọa lễ phủ kỳ, chúng tôi trân trọng giới thiệu Trung tá Đặng Hưng Long, cựu liên trưởng liên đoàn 25 biệt động quân. Tôi biệt động quân Nguyễn Ngọc Khoan xin sơ lược tiểu sử của đại tá Lưu Quang Nghĩa. Đại tá Lưu Quang Nghĩa sinh ngày 19 tháng 1 năm 1933 tại Cần Thơ, Việt Nam. Ông gia nhập khóa 4 liên trường Bộ Khoa Thủ Đức năm 1954, tốt nghiệp với cấp bậc thiếu úy và phục vụ tại tiểu đoàn 6 nhảy dù Việt Nam. Năm 1956, ông được thăng trung úy làm đại đội trưởng cho tiểu đoàn 6 nhảy dù. Năm 1961, ông được thăng đại úy và phục vụ tại tiểu đoàn 5 nhảy dù. Năm 1964, ông được thăng thiếu tá và trưởng phòng 3 sư đoàn nhảy dù. Năm 1965, ông được thăng trung tá và sĩ quan tham mưu của Bộ Tư lệnh Sư đoàn Nhảy dù. Đến năm 1968, ông vẫn là trung tá nhưng mà được điều về làm chỉ huy trưởng sở liên lạc. Năm 1970, ông được thăng cấp đại tá. Năm 1971, ông là đại tá chỉ huy trưởng của biệt động quân quân đoàn 4, quân khu 4. Và cuối năm 72 cho đến tháng 4 năm 75 là ông là đại tá tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng tỉnh Sóc Trăng. Và trong suốt 21 năm phục vụ cho quân đội, đại tá Nghĩa đã được tưởng thưởng các huân chương cao quý sau đây: đệ tứ đẳng bảo quốc huân chương, đệ nhất hạng chương vị bội tinh, lục quân huân chương, ưu dụng bội tinh, biệt công bội tinh và rất nhiều anh dụng bội tinh các cấp. Lễ phủ quốc kỳ bắt đầu. Kính thưa quý khán thính giả, sau nghi thức phủ kỳ được diễn ra thật trang nghiêm, lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa sau đó đã được trao lại cho bà quả phụ Lưu Quang Nghĩa vào qua ngày hôm sau thứ Bảy 3 tháng 12 vào lúc 11 giờ. Linh cữu cố đại tá Lưu Quang Nghĩa đã được chôn cất tại nghĩa trang Westheimer, thành phố Houston, Texas. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phóng sự nơi đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp.